Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loại cát mini tên là kẹo Giáng sinh. Loại này hoa nó có hương thơm. Cũng dễ trồng và cũng dễ hoa. Hoa này mới nở ngày hôm nay cho nên cái màu tím của nó còn hơi lợt. Vài ngày sau khi nó lên màu rồi thì màu tím của nó sẽ đậm hơn một chút xíu nữa. Nhìn cái lưỡi của nó cũng rất là nổi bật ha các bạn. Và chỗ các mini kẹo Giáng sinh này có giá tiền là 300 ngàn.